câu 30 trong không gian OXYZ cho mặt cầu SX bình cộng Y bình cộng Z bình trừ 2Y cộng 2X trừ 7 bằng 0, tính bán kính mặt cầu. Thì để giải quyết được bài này, các bạn cần nhớ kiến thức như sau. Thứ nhất đó là phương trình mặt cầu dạng tổng quát. Phương trình mặt cầu dạng tổng quát, được chưa? Thì sẽ có dạng là x bình cộng y bình cộng z bình trừ 2ax trừ 2by trừ 2cz cộng d bằng bằng 0. Ok chưa? Thì từ phương trình này các bạn sẽ xác định được tâm. Tâm y chính là a b c, và bán kính r được tính bằng căn a bình cộng b bình cộng c bình trừ trừ đây. Ok, rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ viết lại cái phương trình mặt cầu đề bài cho. S bằng x bình cộng y bình cộng z bình, mình chọn x không có, mình trừ trống để cho các bạn thấy, trừ 2y cộng 2z trừ 7 bằng bằng 0. Thì tương ứng x bình y bình z bình và x không có, vậy là trừ 2 để suy ra trừ 2a bằng bằng 0. Tiếp theo trừ 2b bằng 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 trừ 2. Tiếp theo trừ 2c bằng 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 2. Từ đây các bạn sẽ tìm ra được a bằng 0, b bằng 1 và c bằng trừ 1. Sau đó các bạn sẽ tính được bán kính bằng căn a bình cộng b bình cộng c bình trừ trừ d. Vậy sẽ bằng căn 0 bình cộng 1 bình trừ 1 bình và trừ với trừ hình cộng 7. Rồi, vậy sẽ bằng là căn 9 bằng bằng 3, và các bạn chọn kết quả giúp mình. Ok chưa?